Công việc về phía mảng CNC của em thì trước em công việc chủ yếu của em đó là về mảng sale là tìm kiếm khách hàng liên quan đến thiết lập và xây dựng hệ thống mạng internet và hệ thống mạng viễn thông của các chủ yếu là tập trung vào các tập đoàn và các doanh nghiệp tư nhân và một số hộ gia đình. Tiếp theo công việc nữa của em đó là hỗ trợ về phía mảng kỹ thuật, là hỗ trợ về mảng thiết kế website của bên CMC. Mình làm hai mảng luôn đúng không? Vâng. Tại vì sau đấy anh được biết thì hiện tại bây giờ mình đang làm thì một cái mảng nó lại hoàn toàn khác đúng không? Vâng. Về làm dịch vụ. Vậy thì đối với cả cái mảng dịch vụ này ấy, thì cái ứng dụng của cái việc kiến thức mình học được cũng như công nghệ vào đây nó có nhiều không? Cũng có anh ạ. Thì khi mà em làm về mảng dịch vụ ấy thì nó cũng gần như là cũng áp dụng được rất nhiều thứ liên quan đến kiến thức học, kiến thức về phía nhà trường của em đào tạo cho em. Thì thứ nhất là em có thể áp dụng là ví dụ như thì, lập website của nhà hàng, là website về liên quan đến ngành dịch vụ nhà em đang hoạt động. Thứ hai là em có thể là đẩy mạnh cái việc marketing online trên Facebook và trên Google để có thể là nhiều khách hàng đến biết đến bên công ty và bên doanh nghiệp nhà hàng của em hơn. Ok, vậy thì bây giờ gần như là những cái công việc mình làm là nó cũng vừa làm về cái văn bản tin là nhiều hơn đúng không? Vâng. Một chút là về cái lập trình về web. Vâng. Tại vì cái kinh nghiệm mà khi mà em ứng tuyển vào cái về là CNC ấy, vâng, thì lúc em nó cũng gặp khó khăn, hay là cái kinh nghiệm một chút em gửi chia sẻ một chút cho các bạn nhé. Bây giờ cũng một bạn nào muốn ứng tuyển, ví dụ giống như thế không? Vâng. Đấy. Kinh nghiệm mà khi mà em đi phỏng vấn của bên CMC ấy, thì là sẽ có một số, nhưng nói chung là đi phỏng vấn ở bên công ty nào về ngành IT thì họ sẽ hỏi một số câu hỏi liên quan kiến thức, thì mình sẽ phải nắm chắc được là những phần kiến thức cơ bản và một chút kiến thức nâng cao để có thể áp vào vị trí của họ đang ứng tuyển. Thì khó khăn ở đây của em thứ nhất là về phần nền tảng kiến thức thì là em cũng khá ổn. Khi mà phỏng vấn em khá ổn, nhưng mà có một số câu hỏi nhưng có em nâng cao, ví dụ một số câu hỏi nâng cao mà em cũng chưa đo lắm rõ thì em sẽ trả lời khéo để sao cho mà khi mà mình trả lời được câu hỏi đó thì có thể là nhà tuyển dụng sẽ có ấn tượng tốt với mình và có thể là suy nghĩ và có thể là nhận xét về phía ứng viên của mình, là em là có khả năng để có thể là apply vào vị trí của họ. Thì có câu hỏi cuối cùng dành cho em là bây giờ ví dụ như là cũng nhiều bạn sẽ định hướng như em đi, ví dụ như thời điểm cũng một số bạn người ta học lập trình người ta cũng sẽ không thích cho mình đi theo con đường lập trình mà sẽ dùng những kiến thức mình học được để làm một việc khác, ví dụ như em đang làm về marketing online bản thân không? Vậy thì theo em cần chuẩn bị những kiến thức và cái kỹ năng gì để mình chuyển ngành hiệu quả hơn? Khi mà mình xác định chuyển ngành thì nếu mà thật ra thì là khi mà đã xác định là theo ngành lập trình là phải có một quyết tâm, một nhiệt huyết để có thể là đam mê đó và theo nó. Còn khi mà mình đã có thể là mình không theo được, mình chuyển sang một ngành khác thì mình sẽ vẫn sẽ có, thứ nhất là có nền tảng IT, tại vì là bây giờ là công nghệ 4.0 thì IT là ứng dụng rất nhiều vào trong tức không chỉ riêng mỗi ngành công nghệ thông tin mà trong các ngành khác, thì mình có nền tảng như thế là mình sẽ chuyển sang các ngành khác thì mình lấy dùng cái nền tảng đó mình tìm hiểu các ngành khác là xem là nó như nào. Thì mình khi mà mình đã nắm chắc các ngành khác như thế thì mình chuyển ngành nó rất là đơn giản. Ok, vậy thì
Thứ hai nữa là khi mà xác định chuyển ngành thì mình cũng phải là cái ngành mình chuyển cũng phải là mình phải có một cái chỗ có sở thích và đam mê của mình thì mình mới xác định mà mình sẽ theo và mình sẽ theo cùng. Ok, hôm nay em rất là cảm ơn em. Vâng. Thời gian là giao lưu cùng mọi người. Vâng.